bị tê tay do gai đốt sống cổ thì phải làm sao hả bác sĩ? Có một cách rất đơn giản để mà có thể làm giảm nhẹ tê tay do đốt sống cổ của bạn. Yeah, Nhưng mà trước khi nói vào vấn đề tê tay do đốt sống cổ điều trị như thế nào thì tôi xin khuyên bạn vài vấn đề. Thứ nhất là bạn điều chỉnh lại tư thế đốt sống cổ khi bạn làm việc lâu với máy tính và điện thoại. Và thứ hai tôi khuyên bạn là nên tập thể dục đều đặn hàng ngày để làm cho khí huyết cơ thể lưu thông, để làm cho cái tuần hoàn lên máu não được tốt hơn, để nuôi dưỡng đốt sống cổ được tốt hơn. Thì sau đây là cái phương pháp đơn giản để có thể điều trị gai đốt sống cổ dẫn đến tê tay. Cho tay bạn ra sau, ngón cái đặt vào phần cổ trên này, mình day nhẹ nhàng từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng từ trên xuống dưới. Khi mà bạn day như thế, bạn có thể nằm hoặc bạn có thể ngồi, day day cả hai bên. Khi bạn day chẳng hạn thì bạn sẽ phát hiện ra một số cái điểm nó đau hơn bình thường, cái cơ nó co cứng hơn bình thường, thì bạn day nhiều ở đấy, day từ trong sát cột sống cổ sang bên ngoài, cứ tìm chỗ nào đau thì day tiếp vào đó. Thì cách day như này thì làm cho khí huyết được lưu thông, dẫn đến nuôi dưỡng các mạch máu nhỏ, dẫn đến nuôi dưỡng các xương, các cơ được tốt hơn, sẽ làm cho bệnh gai đốt sống cổ của bạn được giảm bớt đi mỗi ngày. Bạn hãy thử đi và bạn sẽ thấy bệnh gai đốt sống cổ của mình được giảm đi. Hãy theo dõi kênh Tiến sĩ Bác sĩ Trần Hồng Hải để biết thêm nhiều thông tin bổ ích về sức khỏe của bạn.